Đây là đầu tiên em đi leo đây này. Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivu. Mình là Yến, cô gái đến từ Bắc Giang, yêu du lịch, thích tự do và đang trên hành trình xuyên Việt kéo dài 10 tháng. Và hiện tại đây thì mình đang có mặt ở Y Tý, Y Tý Kla, một trong những homestay đẹp nhất ở Y Tý. Ở đây chúng mình có thể ngắm trọn được biển mây ở phía dưới kia nha các bạn. Và đây là lần thứ hai mình đến Y Tý rồi. Thật sự thì ấn tượng là cái đường Y Tý sâu quá các bạn ạ. Nhưng mà không sao, cảnh Y Tý thì mê khỏi chê luôn. Con bye bye đi. Đúng rồi, bye bye nhá. Hey, hello các bạn nhá. Bây giờ chúng mình đang chuẩn bị đi lên Lảo Thẩn. À, đây là hai người bạn mới quen của mình. Anh tên gì ạ? Dũng. À, em tên gì nhỉ? Và kèo này bọn mình đã mới chỉ hôm qua thôi, trong vòng 5 phút ngồi nói chuyện với nhau và quyết định là chốt hôm nay đi Lảo Thẩn. Bây giờ thì hãy cùng mình đi lên Lảo Thẩn thôi. Vi ra chào bạn này Vi. Đẹp một anh già. 8 tuổi. Mai gặp lại nha. Đi thôi. Đây là anh Poto. Bọn mình đang dừng ở đây chờ anh. Anh tên gì ạ? Azia. Vâng. Dạ. Anh bao nhiêu tuổi em? Đó. Anh bao nhiêu tuổi? Em 98 ạ. Thế là gọi anh là đúng rồi. Em 99. Mà. Bây giờ là gần 11 giờ trưa và trước khi xuất phát thì bọn mình sẽ phải lót dạ trước đã. Đây là đầu tiên mình đi leo núi nha, gió thế. Đây, nãy mình đã phải đi qua cái đoạn đường như thế này và cả trên kia nữa các bạn ạ. Cái nhà dân thì sẽ ở phía ngoài kia, cách khoảng tầm 500m gì đấy. Định gửi xe ở đấy. Sợ quá. Hiện tại thì mình đang chờ mọi người đi cất xe các bạn ạ. Đi gửi xe. Và hôm nay thì mình mặc trên người là 1, 2, 3, 4. Hiện tại là 4 lớp áo. Và nghe nói là cứ càng lên cao hơn đi bộ thì nhiệt độ cơ thể toát ra ấy, thì mình sẽ bắt đầu phải cởi áo. Nhưng mà tại vì là buổi đêm sẽ lạnh, ở trên đỉnh núi sẽ lạnh, nên là mình phải mang theo áo phao như thế này. Mới đi chưa được 10 phút là bắt đầu thở đấy. Lâu em đi em chưa quen. Mấy hôm trước em có rèn ở bên Lạng Sơn vài đỉnh thấp thấp cũng tầm 1000 bậc. Nhưng mà chưa biết thế này, chỗ này thế nào. Ok. Cũng là trẻ con đi được. Ủa mình không khỏe bọn trẻ con đấy. Come on, mệt không? Mệt không hai bạn ơi? Thấy đứa nào đứa đấy là thở hổn hển hết. Mặt đỏ phừng phừng rồi kìa. Leo, cầm ba lô với cả mấy anh. Ừ. Đã phải cởi cái lớp áo thứ hai rồi. Ê bảo luôn cởi dân cởi mòn mà. Tí nữa chắc mặc áo cọc mà thôi. Nhưng mà đồ nhưng mà tại vì nó đen á. Ừ đen thật. Đồ này chọc thật nhở. Chỉ có đi qua đồ chọc thôi mà. Lỏ thật đồ chọc mà. Ừ. Toàn cây kiểu xô xác, không có lá. Vì bọn mình lên khá là sớm, đây là quyết định là đi thong thả thôi. Vừa nghỉ ở cái lán bên này. Giờ thì đi tiếp. Để xe tận trên này á. Đi xe máy lên trên này các bạn ơi. Đi bộ còn thấy hơi kiểu gian nan rồi. Đi xe máy dưới này vẫn còn những cái vết xe máy bánh xe này. Đây chắc là người dân tộc đi thôi. Ừ. Chứ mình sao mà đi được. Uầy. Tiếng suối róc rách. Bây giờ mới có 12 rưỡi hơn.
Dự kiến là tầm di chuyển tầm 3 tiếng. Có nhà. Nhà có mang tôn. Ừ. Một chiếc clip chân thực về lão thần. He he. Con này có đi không? Ra mừng nhau. Lên núi đi, lên núi đi. Đông như vui. Càng đông càng vui. Trời mưa thì chắc là sẽ chơi, nhưng may hôm nay trời nắng các bạn ạ. Ui có con giun này. Nghịch thế. Bới đè áo mình. Không có gì đấy. Ui dồi. Đào đất nằm trong mát. Khốn ghê. Tưởng làm gì cơ. Từ đây đi là ít gốc cây to rồi. Đồi chọc, cây chọc. Vi bảo là chỉ có những người dở hơi mới lên lào thần vào lúc 12 giờ trưa đấy. Các bạn rút kinh nghiệm nhé. Một là leo sớm sớm hẳn. Hai là leo chiều muộn một tí. Ôi dồi ôi, 12 giờ trưa xong cái quả đồi nó chọc. Không có một cái cây. Ôi dồi ôi. Không biết thêm bao nhiêu độ. Chịu. Leo núi thì thích nhất cái câu là nghỉ một tí. Cứ nghỉ một tí là vui rồi. Nghỉ nữa được không? Mệt quá. Sô-cô-la mình mang theo. Và lần này mình mang theo một hộp luôn, rất nhiều. Đấy các bạn leo núi cũng phải mang nhé. Mặc dù là rất là mệt rồi nhưng mà vẫn phải cầm máy quay. Quay. Ai thấu hiểu cái nỗi khổ này đây. Ừ, chị thấy hai lán mà. Sắp lên. Sắp lên lán rồi. À gì ạ? Bọn mình đi được một đoạn. Thấy anh lên anh ngủ được một giấc rồi. Sau bọn mình đi. Bọn mình đi một đoạn rồi thấy anh ngay sau đít. Bây giờ là 3 giờ chiều. Wow. Giờ vẫn có mây gì kia kìa các bạn ơi. Sắp đến lán rồi các bạn ơi. Cái lán của chúng ta màu xanh xanh ở bên góc trái kìa. Thấy chưa? Đấy, cái lán số 2 đấy, sắp đến rồi. Rất là tâm lý nha. Cố lên. Sắp đến lán rồi. Ôi dồi ôi. Sống rồi. Mệt quá. Kiểu cảm giác đôi chân mình nó bị sưng hay sao ấy. Nó cứ mập mũm ấy mà. Buồn cười quá. Đây là cái lán bọn mình sẽ ở. Nói chung là điều kiện vật chất ở trên này thì thế này là quá ổn rồi các bạn ạ. À rồi rồi rét. Chuẩn bị sắp được lên bếp nướng đây các bạn ơi. Bên dưới kia là mây kìa. Thì trên mây. Ôi dồi ôi. Vi ơi em thấy sao? Siêu ngon. Đây em cầm cho chị quay đi. Không được đấy nào. Dì cho em xin tí rượu, à tí bia Hani nào. Úi dồi, rồi em xin. Đấy, dẫn chưa, thịt nướng. Tuyệt vời. Mọi người sẽ cúp bát ở trong cái lồi lẩu ấy. À, ha. Tuyệt vời. Ở độ cao gần 2008 thì chúng tôi có một nồi lẩu gà đen. Gà chắc chưa chín nhỉ, nên để thêm tí nữa. Để thêm tí nữa. Đây là cái rau. Rau này rau khác đúng không anh? Hay vẫn rau ban nãy? Rau khác ạ. À? Rau này rau gì ạ? À? Cũng không biết, không nhớ tên ấy đúng không? Em đang nhớ. Và chúng ta có thịt lợn nướng này. Đây là cải mèo nha, sẽ ăn với cải mèo chấm. Ôi dồi ôi, tuyệt vời. Uống rượu, cá quận uống bia. Uống bia Hà Nhì nữa, thế nào? Lâng lâng ly nào? Rất là giống rượu á. Lâng đi cả nhà ơi. Rồi. Chúc sức khỏe à, mọi người. Ngọt hơn cả nước ngọt luôn. Dạ, gần 6 giờ sáng, bọn mình xuất phát đi lên đỉnh núi. Vâng ạ.
sau khoảng mà mình chờ đợi là được hơn một tiếng đúng không? Thì mới bắt đầu xuất hiện biển mây. Khi chúng mình về đến nơi thì Asia đã chuẩn bị bữa sáng: mì tôm, trứng ốp. Trên đấy thì gió cũng nhỉ, gió cũng to ấy, ù hết. Nên là các bạn nên đem theo mũ đội. Và ôi giời, vẫn còn lượng xiển nữa cơ. Đường xuống thì nhẹ nhàng hơn nhưng mà khá là dốc ấy, đi cẩn thận. À rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của Yến. Nếu mà thấy hay thì đừng quên để lại cho Yến một like video, một subscribe và comment ở phía dưới nha. Ok, mình là Yến, một cô gái mê du lịch, thích tự do, đang đi xuyên Việt khám phá 6 tỉnh thành Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye. Mình khá là bất ngờ khi ở Lai Châu lại có một bản làng đẹp như thế này các bạn ạ. Hello mọi người. Xin chào mọi người nhé. Trong Trái Tim Giữa Hồ trước đây là một cái bản nghiện ấy, 90% là nghiện, thì đã phải cai nghiện 10 năm.